Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại thì Nhật An đang có mặt tại 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trụ sở Mắt Hôn tại miền Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị hoàn toàn có thể ghé đến đây để có thể gặp gỡ trực tiếp kiến trúc sư cũng như là tham quan về showroom nội thất của chúng tôi. Hiện tại thì An đã có mặt tại tầng 3 ha. Và như quý vị thấy là xung quanh Nhật An thì chúng tôi sẽ trưng bày một số những cái mẫu nội thất. Ví dụ là ở đây là có một cái kệ tủ bếp được thiết kế là hình chữ Y nha quý vị. Vị trí ở phía trước của An thì đây là một mẫu bàn đảo, cũng như là phía bên này thì sẽ có một mẫu bàn ăn để quý vị cũng có thể tham khảo cho ngôi nhà của mình. Còn phía ở đây chúng tôi cũng đặt đó chính là có một bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Thì chắc chắn rằng nếu mà ai đã theo dõi nhiều video của Mắt Hôn thì rất là quen thuộc bộ hồ sơ này đúng không nè. Đó chính là bộ hồ sơ mà nó có đầy đủ tất cả các thông tin từ là mặt bằng ha, mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết liên quan đến điện nước nè, kết cấu nè, vân vân, để mà gia chủ có thể nắm được. Và nếu như quý vị chúng ta ký kết hợp đồng thiết kế với Mắt Hôn thì chắc chắn là trên tay mình sẽ sở hữu cái bộ hồ sơ này nhé. Muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mắt Hôn. Mắt Hôn, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ trúc sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắt Hôn có hệ thống nhà kho, bến bãi, từ nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắt Hôn vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắt Hôn đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắt Hôn đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắt Hôn qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mắt Hôn. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Nhà đẹp Mắt Hôn. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của chú Phạm Văn Nhớ ở Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang. Đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Hôn. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở, kèm vào đó là tư vấn phong thủy trên khắp cả ba miền đất nước Việt Nam. Số hotline chúng tôi là 0964458888, 0828133333, 0924099999. Quý vị hoàn toàn có thể gọi số hotline của chúng tôi để được nhân viên chúng tôi hỗ trợ. Hoặc là quý vị trường hợp đang ở xa, ở nước ngoài chẳng hạn, không tiện thì gọi số hotline thì cũng có thể kết bạn Zalo số hotline này và để lại lời nhắn nhé. Hoặc quý vị hãy truy cập website chúng tôi là mathomegroup.vn, sau đó chọn vào mục nhận tư vấn làm nhà nè. Rồi quý vị sẽ điền họ và tên, số điện thoại, hạng mục cần tư vấn, mô tả nhu cầu của quý vị và chọn vào yêu cầu tư vấn ở đây thì nhân viên của chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho quý vị nhé. Ngoài kênh YouTube thì chúng tôi sẽ còn một số nền tảng khác, ví dụ là TikTok Nhà đẹp Mắt Hôn, Facebook là có trang fanpage của Mắt Hôn nha quý vị. Còn trên website mathomegroup.vn thì quý vị sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có một số những cái mẫu vật liệu của Mắt Hôn nè, sơn, bột bã, thiết bị vệ sinh, đèn LED, cửa Mắt Hôn vân vân. Ở đây sẽ có giới thiệu về Mắt Hôn ha, trụ sở của công ty. Rồi liên quan đến phong thủy Mắt Hôn, chúng tôi sẽ có hotline 0927748888, 0929245555, có các gói tư vấn phong thủy chuyên sâu, phong thủy theo tuổi, dịch vụ phong thủy và cả thước lỗ ban nhé.
Ở đây thì chúng tôi còn giới thiệu một số những cái mẫu nhà đẹp. Những mẫu nhà này quý vị yên tâm đều đã có xuất hiện kênh YouTube rồi. Quý vị có thấy cái mã nhà không ạ? Ví dụ mẫu này đi, mã là MH02187. Quý vị có thể search cái mã nhà này trên kênh YouTube của chúng tôi thì quý vị cũng sẽ xem được mẫu nhà này ha. Còn đây là những công trình mà chúng tôi đã về trực tiếp để review, tức là sau khi hoàn thiện xong thì quý vị có thể thấy là những cái mẫu nhà cũng rất đẹp và được yêu thích trong thời gian qua. Còn đây là những mẫu thiết kế và thi công nội thất của Mac Home ha. Ở đây là về những thông tin mà khách hàng đánh giá về Mac Home, quý vị có thể xem qua để ta có cái nhìn trực quan hơn. Còn trường hợp quý vị muốn ghé đến trực tiếp trụ sở của chúng tôi thì có thể ghé đến trụ sở Mac Home miền Trung, 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Ở miền Nam có số 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc trụ sở Mac Home miền Tây, số nhà L2701, khu dân cư Ngân Thuận, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ở miền Bắc chúng tôi sẽ có địa chỉ là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội nha quý vị. Trở lại với ngôi nhà của chú Nhớ thì đầu tiên tôi sẽ mời quý vị chúng ta xem qua đó chính là về 3D ngoại thất ở bên ngoài của công trình này trước ha. Đầu tiên có một cái nhìn tổng quan từ bên ngoài thì đây sẽ là công trình nhà vườn thiết kế mái Nhật và phong cách hiện đại. Đây cũng là một cái kiểu nhà mà nhận được nhiều sự quan tâm từ quý vị trong thời gian vừa qua. Đầu tiên tôi sẽ nói đến đó chính là phần mái ở bên trên. Thì cái việc mà lựa chọn mái Nhật, mái Thái, mái bằng, mái hoang sa hay là mái lệch thì cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích của gia chủ và bên cạnh đó còn phụ thuộc khả năng tài chính nữa. Em ví dụ nếu như quý vị có mức tài chính rộng rãi thì đương nhiên thích loại nào thì chúng ta làm loại đó rồi. Nhưng mà nếu như mà tài chính chúng ta cần phải tiết kiệm thì quý vị có thể cân nhắc lựa chọn mái Nhật. Bởi vì nếu mà chúng ta lựa chọn mái Thái á thì trên cùng diện tích xây dựng thì một công trình mái Thái thường chi phí nó sẽ luôn đội cao hơn so mái Nhật. Bởi vì sao? Bởi vì mái Thái thì nó cao lên bên trên đúng không nào? Cho nên là ví dụ là cái phần ngói chúng ta cần để lợp cho mái cũng như là đội ngũ nhân công thì tay nghề phải cao. Chưa kể là thời gian thi công thường nó sẽ lâu hơn cho nên giá thành nó sẽ cao hơn so với một công trình là mái Nhật nha quý vị. Mái Nhật thì nó cũng có những cái nét duyên dáng của nó kết hợp giữa vẻ đẹp của mái Thái và cả kiến trúc châu Âu. Và quý vị có thể thấy là mái Nhật du nhập Việt Nam chúng ta thì cái độ dốc của nó cũng đã dốc hơn so với cái loại mái Nhật truyền thống ha, để đảm bảo là thoát nước mưa thật là tốt. Liên quan đến vật liệu thì mái Nhật thì thường chúng ta sẽ sử dụng đó chính là ngói Priam kết hợp viền kèo kim siêu nhẹ. Tôi sẽ mở quý vị xem bản báo giá. Công trình này xây dựng ở Tiền Giang cho nên chúng tôi sẽ có bản báo giá thi công trọn gói của miền Nam nha quý vị. Thì đây là phần mái nè. Quý vị thấy là ngói Priam kết hợp viền kèo kim siêu nhẹ. Thì viền kèo siêu nhẹ đảm bảo trọng lượng và kết cấu bền chắc cho mái. Ngói được lợp chính xác theo bản vẽ và được cố định bằng vít chuyên dụng. Chi phí là 680.000 đồng cho 1m2. Đó là về phần mái, còn ví dụ khi mà chúng ta thi công phần thô thì ở đây chúng ta cũng sẽ có báo giá, ví dụ là nhân công xây dựng đi thì là 1.500.000 đồng cho 1m2, ép cọc bê tông nếu có là 280-350.000 đồng cho 1m. Thật sự thì với những công trình ở miền Tây đó quý vị, thì nếu như mà chúng ta xây dựng ở cái nơi mà gần ở suối sông Ngòm, mảnh đất ngầm thì cái khả năng mà chúng ta phải ép cọc là cái việc rất là thường xuyên. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta xây dựng công trình dù em không cần biết là nó nhỏ hay nó lớn, nhưng mà cái địa chất nó không đảm bảo, nó không có tính chắc chắn mà nó bùn lầy rồi có khả năng sạt lở cao thì bắt buộc chúng ta phải ép cọc thì mới đảm bảo chắc chắn được cho công trình của mình. Còn bên dưới thì chúng ta cũng có ký hiệu, ví dụ về xi măng xây dựng đây 1.6, 1.8 cho 1 tấn. Rồi bê tông thương phẩm là 1.5 trên 1 mét khối nha quý vị. Còn bây giờ thì tiếp theo tôi sẽ nói đến đó chính là về màu sắc của công trình. Màu sắc công trình này thì sẽ phối theo tông trung tính và tông lạnh. Đầu tiên tông lạnh này là phần mái bên trên nè, là màu xanh dương rồi. Còn tông trung tính là phía bên dưới, ví dụ những khu vực này chúng tôi sẽ sơn màu trắng. Rồi số khu vực thì chúng tôi sẽ ốp gạch trang trí màu ghi ở vị trí này, ốp gạch Việt Nhật màu ghi nè. Bên dưới tường thì chúng tôi sẽ ốp đá bóc. Và về cái việc mà trang trí cho công trình thì quý vị thấy là chúng tôi sẽ chạy thêm những cái đường chỉ âm. Sẽ cắt đều với nhau và được sơn màu ghi để làm nổi bật hơn cho công trình chính của chúng ta. Với ngôi nhà này thì em nghĩ là về vật liệu ốp lát em thấy là cũng khá là hợp lý. Thông thường thì những công trình hiện đại đấy quý vị có để ý là nó không có những cái chi tiết trang trí nhiều như là công trình tân gỗ, thì bù lại chúng tôi sẽ ốp lát nhiều hơn để đảm bảo cho ngôi nhà quý vị nhìn nó không có bị đơn điệu ha. Công trình này có một lời khen nữa, đó là về tiểu sảnh mảng xanh. Quý vị thấy đây là mặt tiền nè, một bên nè. Ở đây mặt bên cũng có tiểu sảnh luôn ha. Nó góp phần giúp cho công trình có thêm sinh khí. Đây là mặt bên công trình, quý vị thấy là tiểu sảnh thiết kế rất là nhiều luôn. Kéo dài từ phía trước ra tiếp ra phía sau.
Còn về hệ thống cửa thì sao? Đây là cửa chính, cửa sổ, cửa mặt bên, cửa sổ lớn và có những cái ô cửa sổ nhỏ. Cửa sổ nhỏ mà cao như thế này thì em đoán chắc là phải là phòng tắm hoặc là nhà vệ sinh. Còn cửa sổ nhỏ mà thấp thì có thể đây là khu vực bếp nha quý vị. Phần trăm cao là sẽ là vị trí bếp, vị trí bồn rửa. Và với hệ thống cửa này thì quá dễ để nhận thấy đều sẽ là cửa nhôm kính. Và cụ thể luôn đó chính là cái dòng cửa nhôm hệ Sinfa. Ở đây chúng ta cũng sẽ có báo giá nè quý vị. Cửa nhôm hệ Sinfa Việt Nam chi phí là 2.100.000 cho đến 2.300.000 đồng cho 1m2. Màu sắc thì rất đa dạng, có màu trắng, màu ghi, màu đen và có màu giả gỗ nữa. Thông thường với thiết kế của Mark Home thì như ở đây quý vị thấy là đa phần sẽ là màu ghi ha. Và cái tông màu ghi thì nó nhìn nó sang và nó không có bị lỗi thời nha quý vị. Và nó hợp với những công trình hiện đại luôn. Và nhờ vào công nghệ sơn tĩnh điện cho nên độ bền màu của cửa có thể lên đến 30 năm. Ngoài ra thì cửa nhôm hệ Sinfa còn có ưu điểm đó là cách âm rất là tốt. Ví dụ là nếu mà chúng ta ở ngoài trời đang mưa hoặc đang ồn ào xe cộ, quý vị chỉ cần bước vào trong nhà ta đóng kính cái cửa lại là gần như là âm thanh nó sẽ cách rất tốt luôn. Cho nên là những không gian phòng ngủ, đặc biệt là phòng ngủ, chúng ta cần yên tĩnh thì cái phần cửa nhôm Sinfa nó sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Ngoài ra thì tôi sẽ nói một chút xíu đến một chi tiết nữa trước khi mà chúng ta sẽ tiến vào bên trong. Đó chính là nếu quý vị nhìn từ góc độ ở đây, ở phía sau nè, thì ở đây là vị trí cửa hậu bên trên. Chúng ta sẽ đặt một tét nước và thái dương năng. Tét nước ở đây sẽ là tét nước đứng nha quý vị. Vì sao tét nước đứng? Bởi vì đây là công trình thứ nhất là một tầng, không phải là quá cao cho nên có thể sử dụng tét nước đứng được. Thứ hai là tét đứng sẽ giúp là cái lực nước nó đẩy xuống bên dưới nó mạnh hơn tét nước nằm. Còn vị trí này thì thái dương năng là máy nước nóng năng lượng mặt trời, chuyển hóa năng lượng mặt trời sang nhiệt năng. Nó giúp chúng ta về lâu dài sẽ tiết kiệm được điện năng của ngôi nhà. Và thái dương năng sẽ có 3 loại là ống dầu, ống chân không và tấm phẳng. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ lựa chọn một cái loại cho hợp lý. Bây giờ thì tôi sẽ đọc đến hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của ngôi nhà này nhé. Đầu tiên một lục bản vẽ kiến trúc thì tổng cộng là hồ sơ này sẽ có 26 trang nha quý vị. Vì sao lại số trang nó khá là ít? Bởi vì sao? Bởi vì đây là công trình nhà vườn một tầng thôi. Và lấy thiết kế hiện đại nữa, không nhiều những chi tiết phào chỉ trang trí cầu kỳ. Cho nên là về hồ sơ nó cũng đơn giản hơn đa phần những công trình trước. Và ngày hôm nay thì bên cạnh những cái bản vẽ chính, ví dụ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nè, thì hôm nay tôi sẽ nói thêm về mặt bằng lát sàn, mặt bằng cửa của công trình này. Bây giờ ta sẽ xem về mặt bằng vị trí hay còn gọi là định vị công trình thì đây. Đây là mặt bằng vị trí công trình nè. Tổng quan khu đất của công trình nhà chủ nhớ ha. Và phía trước công trình sẽ là cái phần đường bê tông nhỏ ở đây. Và xét về hướng nhà, so sánh hoa tiêu chữ B thì công trình hướng qua bên phải. Vậy công trình này sẽ nằm ở hướng, đó là hướng đông. Tiếp theo tôi sẽ xem đến đây chính là mặt bằng bát trạch, phong thủy của công trình. Thì quý vị nhìn vào đây sẽ thấy nè, các hướng hợp với gia chủ đông nam, thiên y trời che chở, nam phục vị được sự giúp đỡ may mắn, bắc phúc đức một sự ổn định, đông sinh khí phúc lộc vẹn toàn thu hút tài lộc. Công trình này nằm hướng đông cho nên là sẽ thuộc vào sinh khí phúc lộc vẹn toàn thu hút tài lộc cho gia chủ. Đây cũng là một cái hướng nhà rất là tốt, quý vị có thể tham khảo. Tiếp theo thì chúng ta xem đến đó chính là mặt bằng nội thất công trình ha. Nhìn vào đây quý vị thấy là chiều dài ngôi nhà 21,2m, chiều rộng ngôi nhà sẽ là 10,6m. Và hôm nay thì để mà tính được cái diện tích của công trình này thì chúng ta phải trừ đi. Quý vị để ý nè, An sẽ tính diện tích tường bao. Đây chính là những cái diện tích tường bao đây. Quý vị thấy là vị trí rê chuột của An. Thì đây là diện tích tường bao. Còn những cái phần sảnh bên ngoài chúng ta sẽ tính riêng. Cho nên là An chỉ tính diện tích tường bao thôi. Thì tổng diện tích của công trình này tầm khoảng 150m2. Về công năng chúng ta sẽ bố trí có phòng thờ, phòng khách, phòng bếp ăn, có 1, 2, 3, 4 phòng ngủ, trong đó có 2 phòng ngủ có nhà vệ sinh công kính bên trong, có một nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Về lối tiếp cận thì cửa chính và cửa hậu phía sau sẽ không nằm trên cùng một đường thẳng, cho nên không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát theo phong thủy. Đây là một cái điều cũng rất là tốt nha quý vị. Tiếp theo ta sẽ đọc đến đó chính là về mặt đứng của công trình này để xem công trình được thiết kế thế nào. Thì đây là mặt đứng nè. Quý vị thấy có sụp không, định của mái là 7,5m và sàn lên đến sàn mái đây là 4,2m nha quý vị. Có sụp không xuống lệ sơn là 750mm chia cho 5 bậc thì mỗi bậc sẽ là 150mm.
Và tại vì sao lại năm bậc? Năm bậc sẽ giúp cho công trình nhìn nó cao ráo hơn, cũng như là ví dụ những ngày mà mưa lỡ như mà nó có ngập ở bên ngoài thì nó cũng không ảnh hưởng đến nhà chúng ta, bởi vì nhà ta cao mà, năm bậc là mà, đúng không nào? Và số năm này thì nó còn tượng trưng cho ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ, kèm theo đó là liên quan tới sinh lão bệnh tử thì sẽ tương ứng với cung sinh trong sinh lão bệnh tử. Đây là một cung rất là tốt nha quý vị. Tiếp theo tôi sẽ xem đến đó chính là mặt cắt công trình. Thì đây tôi đọc mặt cắt này ha. Quý vị nhìn sẽ thấy nè, những cái lối cửa đi trong nhà nè, sàn có sắp mái nè, vị trí để chúng ta lên thăm nè. Và ở đây quý vị thấy chúng tôi có một cái khung chi tiết mái điển hình là thanh mè ly tô theo kết cấu, khoảng cách theo kích thước ngói, khung kèo theo kết cấu chúng tôi sẽ thể hiện rất rõ ở đây. Bây giờ thì tôi sẽ đọc đến đó chính là mặt bằng lát sàn của công trình này. Thì nhìn vào đây quý vị thấy nè, chúng tôi ký hiệu rất rõ, đó chính là những không gian chính, ví dụ là phòng thờ, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ v.v. đều là ký hiệu số 1, lớp gạch granite kích thước 800x800mm. Còn những vị trí ví dụ là nhà vệ sinh, chúng ta ký hiệu số 2 là ốp gạch granite chống trơn có màu theo chỉ định, kích thước là 300x300. Vì sao ở trong này lại luôn là phải gạch chống trơn? Bởi vì chắc chắn rồi, nhà vệ sinh là nơi mà chắc chắn là thường xuyên nó sẽ ẩm ướt, cho nên có thể gây hiện tượng trượt ngã, đặc biệt là nhà có trẻ em hoặc người lớn tuổi. Cho nên là cái việc chống trơn là gần như là bắt buộc nha quý vị, phải làm chống trơn. Còn ở bên ngoài tôi có thể làm kiểu sáng bóng được, nhưng mà bên trong nhà vệ sinh thì thường là chống trơn và nó theo dạng sần hơn. Và cái màu á, nhà vệ sinh thì khuyến khích là quý vị nên lựa chọn cái tông màu nó hơi tối, tức là ví dụ là màu ghi nè hoặc màu nâu nè, thì nhìn nó sẽ cảm giác sạch sẽ. Còn nếu mà chúng ta lựa chọn cái màu trắng chẳng hạn một thời gian, nó sẽ ố rất là nhanh. Tiếp theo thì tôi sẽ đọc đến đó chính là về mặt bằng cửa nè của tầng 1 nè. Thì quý vị nhìn vào đây, mỗi vị trí hình tròn ở đây sẽ là tương ứng với một vị trí cửa nha quý vị. Em ví dụ là đây là cửa D1, đây là cửa chính nè, kích thước 2700x2900mm cộng trừ 00, tức là cửa nằm sát sàn. Cửa sổ thì S4 nè, 1200x600mm, đây là về kích thước, và cộng 0,9, tức là cách sàn 0,9m. Bây giờ thì tôi sẽ cho quý vị xem qua đó chính là về cửa chính của công trình. Thì đây, đây là chi tiết cửa đi, D1 là cửa chính nè. Thì chúng tôi ký hiệu rất rõ mặt đứng, mặt cắt cũng như là kích thước cửa ở đây. Quý vị nhìn con số là 2700 đúng không? Nhưng chúng ta sẽ không lấy con số này để tính thước lỗ ban, mà ta phải trừ đi bản lề hai bên mỗi bên 60, thì con số chính xác là 2580. Bây giờ sẽ truy cập vào mahomegroup.vn ha, rồi tôi sẽ chọn thước lỗ ban. Và bây giờ tôi sẽ mời quý vị xem. Thì đây chúng ta sẽ căn vào cái thước lỗ ban 52,2 để đo khoảng thông thủy cửa cửa sổ nè. Anh nhập con số 2580 vào thì nó sẽ thuộc vào cung hoạch tài, nằm trong khoảng tỵ tướng. Đây là khoảng tốt, khoảng này thì gia chủ hanh thông mọi mặt, con cái tấn tài danh, sinh con quý tử, chủ nhà luôn may mắn bất ngờ. Một cái cung quá là tốt cho gia đình đúng không nào? Còn bây giờ thì tôi sẽ xem đến hồ sơ kết cấu công trình nhà chú nhớ. Và thật sự là không ngoài dự đoán của An đúng không nào, thì công trình này sẽ xử lý làm móng cọc nha quý vị. Lúc nãy thì trong cái phần mà giới thiệu bên ngoài tôi đã nói rồi, bởi vì công trình này nằm ở Tiền Giang, là một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long mà, cho nên là cái việc mà thi công móng cọc là rất là nhiều những công trình ở đồng bằng sông Cửu Long đều sẽ thi công móng cọc ha. Và quý vị thấy là ở đây sẽ có cộng là 38 cọc nè. Và móng cọc thì giúp nó sẽ cắm sâu vào trong đất và công trình ta sẽ vững chắc hơn. Móng cọc chia làm hai loại, móng cọc đài thấp và móng cọc đài cao. Cuối cùng xem đến hồ sơ điện nước của công trình của nhà chú nhớ. Thì ngày hôm nay tôi sẽ xem để xem ha. Hôm nay có lẽ là tôi sẽ đọc mặt bằng bố trí ổ cắm camera của tầng 1. Thì quý vị nhìn vào đây sẽ thấy là vị trí camera đặt bên ngoài cũng có, bên trong nhà cũng có luôn. Những cái vị trí cửa, rồi trong phòng ăn, rồi cửa hậu v.v. Những vị trí mà chúng ta rất cần cái sự an ninh thì sẽ đều đặt camera. Và bộ điều khiển trung tâm, đội hình camera 6 kênh, màn hình quan sát kết nối TV phòng khách và ổ cứng lưu trữ dữ liệu 1TB nhé. Vậy là Nhật An vừa giới thiệu quý vị mẫu nhà của chú nhớ ở Tiền Giang, một mẫu nhà vườn một tầng rất đẹp. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế thì không trọn gói, thì đừng ngại liên hệ ngay Mahome với số hotline 0964458888, 0821333333, 0924099999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.